Xin kính chào quý vị khán giả của kênh Top Sao Hoa, kênh tin tức giải trí hàng đầu về sao Hoa ngữ. Và ngay sau đây, hãy cùng Top Sao Hoa tổng hợp những tin tức thú vị trong ngày. Đam mỹ là thể loại tiểu thuyết nói về tình yêu đồng tính giữa nam với nam, cũng giống như ngôn tình, bách hợp đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Dưới đây là 5 bộ phim không chỉ sở hữu nội dung kịch bản hay, dàn diễn viên đẹp mà còn có hàng loạt cảnh quay khiến hủ nữ phát cuồng. Thứ nhất, Trần Tình Lệnh. Đây là một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mạc Hương Đồng Khiếu. Nội dung của Trần Tình Lệnh xoay quanh vị Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện do Tiêu Chiến thủ vai, bị người người đuổi giết vì tu luyện tà đạo. 16 năm sau, hắn quay trở lại trong thân phận của Mạc Huyền Vũ, thiếu gia bị thất sủng của Mạc Gia Trang, sau đó bất đắc dĩ phải tham gia vào cuộc chiến săn yêu tà cùng với con cháu thế gia. Trong quá trình này, Ngụy Vô Tiện gặp lại Hàm Quang Quân, La Phong Cơ do Vua Nhất Bác thủ vai. Kể từ đây thì hai người sóng vai nhau cùng giải đáp những bí mật trong quá khứ bị che giấu nhiều năm trước. Dù không có những cảnh gắn mác 18 cộng nhưng cũng đủ khiến hủ nữ phát cuồng vì những cảnh của hai nam chính. Thứ hai, Trấn Hồn. Trấn Hồn là một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Vì tránh cục kiểm duyệt nên nội dung của phim cũng bị xào nấu thành thể loại tình huynh đệ. Trấn Hồn được đánh giá là có nhiều sạn nhưng bù lại, diễn viên có diễn xuất xuất sắc giúp cân cả bộ phim. Nội dung nói về đội điều tra đặc biệt chuyên tìm hiểu, phá những vụ án đặc biệt không do con người gây ra. Đội trưởng đẹp trai nam tính nhưng bị bựa Triệu Vân Lan do Bạch Vũ thủ vai, trong vài lần phá án có cơ hội gặp và quen biết với giáo sư đại học có tính cách ôn nhu Thẩm Vân Nguy do Chu Nhất Lâm thủ vai. Từ đây họ cùng nhau khám phá ra những bí mật động trời cùng mối quan hệ từ xa xưa của mình. Thứ ba, Thượng Ẩn. Đây cũng là một bộ phim đam mỹ hay được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do chính tác giả Sai Cây Đàn đảm nhiệm sản xuất. Bộ phim khiến nhiều hủ nữ mê mẩn bởi câu chuyện tình cảm vườn trường của Cố Hải do Hoàng Cảnh Du thủ vai và Bạch Lạc Nhân do Hứa Ngụy Châu thủ vai cùng những màn hôn của hai nam chính. Thứ tư, Bất Khả Kháng Lực. Bộ phim nói về tình cảm của thiếu gia Tạ Viêm do Mạnh Thụy thủ vai cùng với cậu con trai nuôi Thư Niệm do Vương Bác Văn thủ vai. Thư Niệm vốn được nhà họ Tạ nhận nuôi để làm bạn cùng cậu chủ Tạ Viêm. Ngay từ nhỏ, Tạ Viêm luôn thích dính và hành hạ Thư Niệm. Sau khi trưởng thành, dù nhận ra tình cảm khác thường của mình đối với Thư Niệm, nhưng Tạ Viêm vẫn luôn cố gắng trốn tránh không đối mặt. Cuối cùng trải qua nhiều tổn thương dằn vặt thì cả hai đã ở bên nhau. Thứ năm, Song Trình. Bộ phim nói về tình cảm giữa thiếu gia Lục Phong do Cao Thái Vũ thủ vai cùng Trình Việt Thần do Hoàng Tĩnh Tường thủ vai. Cả hai có tình cảm với nhau từ thời niên thiếu nhưng bị phát hiện. Lục Phong ra nước ngoài du học, từ đó tưởng chừng như cả hai không thể gặp lại nhau. Thì 10 năm sau, Lục Phong trở về nhà vô tình gặp lại Trình Diệt Thần. Lúc này thì Trình Diệt Thần đã có một gia đình. Mọi chuyện từ đây lại rơi vào một vòng luẩn quẩn mới. Trên đây là 5 bộ phim đam mỹ hay nhất hồ nữ không thể bỏ qua. Cảm nhận của bạn như thế nào? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi nghe nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những tin tức mới nhất quý vị nhé. Và ngay bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.